Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, không phải lúc nào thói quen sạch sẽ cũng làm bạn thêm khỏe mạnh. Đôi khi chỉ vì quá sạch bất chấp những thời điểm nhạy cảm, nhiều người đã mất mạng vì sai lầm trong việc nhỏ như tắm sạch hay đơn giản chỉ là gội đầu. Đặc biệt là trong thời tiết thay đổi thất thường, nguy cơ này sẽ cao hơn nếu bạn còn gội đầu sai thời điểm như những chú ý dưới đây. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Cội đầu ban đêm Cội đầu lúc đêm muộn là thói quen của đa số các người trẻ. Tự tin vì sức khỏe dẻo dai. Nhiều người thậm chí còn tắm đêm mà không biết những nguy cơ tiềm ẩn phía sau. Hầu hết, khi gội đầu buổi đêm, mọi người đều dùng nước nóng. Dưới tác động của nhiệt, các tĩnh mạch dưới da sẽ bị giãn ra, dễ làm tụt huyết áp gây nên hiện tượng thiếu máu và còn có thể đột quỵ dẫn tới tình trạng tử vong. Và đừng duy trì thói quen gội đầu buổi đêm mà không sấy khô, đi ngủ ngay khi tóc còn ẩm. Điều này sẽ làm cản trở lưu thông máu, nếu để lâu ngày rất có thể gây nên bệnh tiền đình, thiên đầu thống. Không nên gội đầu ban đêm và để tóc ẩm đi ngủ, hãy sấy tóc khô để tránh bị tiền đình, đau nửa đầu. Nằm điều hòa ngay sau khi gội đầu. Dù mùa đông hay mùa hè, sau khi gội đầu, bạn nhất định phải chờ tóc khô rồi mới ngồi trong phòng có điều hòa, bởi vì sự thay đổi mức nhiệt bất ngờ sẽ tác động đến quá trình lưu thông máu, có thể làm máu lên não chậm hơn, từ đó ảnh hưởng tới cả nhịp tim và huyết áp. Nặng hơn nữa, với người sức khỏe yếu, thói quen này cũng có thể gây ra đột quỵ, tai biến nghiêm trọng. Gội đầu sau khi uống rượu bia, vốn dĩ trong thành phần rượu bia và đồ uống có cồn đều chứa nhiều chất kích thích, dễ ức chế hoạt động của gan và làm nhiễu loạn nhịp tim, thay đổi cả nhiệt độ cơ thể. Cội đầu khi vừa uống rượu bia có thể gây chóng mặt, nôn mửa do bị cảm lạnh. Nguy hiểm hơn, bạn có thể bị vỡ mạch máu và tử vong. Cội đầu sau khi tập thể dục, tập gym, squat hay thể dục thường ngày là hoạt động khiến cơ thể tiết ra mồ hôi và thay đổi nhịp tim. Nếu đi gội đầu ngay, tác động nhiệt từ nước lên da sẽ có thể dẫn đến hậu quả khó lường, ảnh hưởng tới sức khỏe đáng kể. Tốt nhất sau khi vận động xong, bạn nên nghỉ ngơi 30 phút để làm ráo mồ hôi và ổn định thân nhiệt. Khi cơ thể trở lại trạng thái ổn định thì có thể tắm gội như bình thường. Gội đầu khi đói Khi đói huyết áp có thể bị tụt do lượng đường giảm. Tình trạng này có thể làm bạn cảm thấy mệt mỏi. Nếu đi gội đầu, bạn có thể thấy chóng mặt buồn nôn. Ngược lại, khi no cũng không đi gội đầu ngay vì dễ mắc bệnh về dạ dày tiêu hóa. Để giữ sức khỏe, bạn chỉ nên gội đầu trước khi ăn ít nhất 1 tiếng hoặc sau ăn ít nhất 2 tiếng. <laughs> gội đầu khi đang ốm Trong thời gian bị ốm, cơ thể suy nhược, bạn cần kiêng cả gội đầu và tắm rửa. Vì lúc này, cơ thể yếu ớt, rất dễ bị nhiễm lạnh, khiến bệnh nghiêm trọng hơn. Nếu chẳng may gội đầu xong, lại gặp cơn gió độc bạn có thể bị đột quỵ dẫn tới tử vong, hôn mê. Gội đầu buổi sáng Nhiều cô gái cho rằng gội đầu buổi sáng rất tốt vì có thể khiến đầu óc thêm tỉnh táo. Tuy nhiên khi vừa ngủ dậy, các chức năng cơ thể phục hồi rất chậm, bao gồm cả việc lưu thông máu. Nếu gội đầu ngay khi vừa thức giấc, nước và tác động nhiệt sẽ kích thích mạch máu não, dễ gây sốc nhiệt và làm bạn đau đầu, cảm lạnh, chỉ nên gội đầu sau khi ngủ dậy 30 phút. Nếu gội, hãy dùng nước ấm và cần xế khô hoặc lau khô ngay, tránh để tóc ẩm ra gió. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị những thực phẩm sầu chất tư tốt cho sức khỏe của người bị bệnh tiểu đường. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.